động vật ở trong sở thú thì không có gì lạ. Nhưng đã bao giờ các bạn thấy những cuộc diễn tập bắt thú bị lạc chưa? Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá nhé! Những con động vật thường được nhốt trong chuồng và được khóa chặt chẽ. Nhưng đôi khi do sơ suất của con người như quên khóa cửa và chúng dễ dàng thoát ra được. Ở Nhật có những cuộc diễn tập bắt thú được diễn ra thường xuyên để ứng phó với những tình huống như vậy. Và đây chính là cách họ bắt những con thú. Nhìn trông rất ngộ nghĩnh, vui nhộn, nhưng nó cần thiết để giúp bắt và bảo vệ những con vật. より避難誘導班に確認です。避難誘導の。
Cảm ơn các bạn đã xem, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.